Đây test cái nồi Vario mới làm cho anh em coi nha. Xe này xe zin nha, chỉ đúng làm nồi thôi, vô zin luôn. Vô đây mắc cái nồi vô không mày, anh em yêu cầu qua địa chỉ này nha. Xe này Vario phiên bản Quang Phương làm đẹp ha,